phải những câu nói hào hùng nhất lịch sử Việt Nam mà khiến ai nghe xong cũng phải sởn da gà? Những câu chuyện lịch sử nào mà tất cả người dân Việt Nam muốn biết nhưng lại chưa ai kể ra? Tiếp nối sự tự hào là người con Việt Nam máu đỏ da vàng, trong video triệu view ngày hôm nay, Nhanh Trí sẽ bật mí cho các bạn cùng biết nhé! Đầu tiên là một bí mật lịch sử rất lớn về Bác Hồ kính yêu mà trong tất cả các tập lịch sử Nhanh Trí chưa bao giờ nhắc đến. Bạn có tò mò rằng đó là bí mật gì không? Vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một vĩ nhân của thế giới, đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho cách mạng, cho nền độc lập của dân tộc. Chưa từng một lần kết hôn, nhưng có tới 3 người con nuôi. Một trong số 3 người đang xuất hiện trước mắt bạn đấy. Bạn thử đoán xem người đó là ai có được không? Chính xác là Elizabeth Helfer Aubrac, con gái của một nhà cách mạng người Pháp, đã may mắn được Bác Hồ của chúng ta nhận nuôi là con gái đỡ đầu vào năm 1946. Năm đó, Bác Hồ sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau và được cha của bà Aubrac ngỏ ý mời tới thăm nhà và nhận lời mời của ông ấy. Bác còn dọn đến ở từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1946, thì vào ngày 15 tháng 8 gặp bà Aubrac được sinh ra và nhận bà làm con đỡ đầu từ đó. Thật tuyệt vời! Không biết việc làm con nuôi của một người cha vĩ đại như Bác Hồ, bà có cảm xúc như thế nào nhỉ? Khi chia sẻ lại, bà rất xúc động nói, con người Bác Hồ vĩ đại bởi chính những điều giản dị và thấm đẫm nhân văn. Và tôi nhớ đến người mỗi ngày trong cuộc đời của tôi. Tất cả những món đồ mà Bác Hồ từng tặng bà qua gần một thế kỷ rồi. Nhưng các bạn đang thấy đấy, bà vẫn giữ như những kỷ vật quý giá nhất trong cuộc đời này. Ngoài Aubrac thì bác còn có hai người con nuôi nữa. Một là cô gái Madeleine Riffaut, nhà báo người Pháp, và một cậu bé tên Hartmann, người Đức. Bạn muốn nghe những câu chuyện chi tiết hơn về hai người con này thì comment số 1 nhé. Tiếp theo là câu chuyện vô cùng ý nghĩa khiến mình ước rằng mình biết đến sớm hơn. Một buổi sáng nọ, khi Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng, vừa thấy bác, các em nhỏ ùa ra đón bác. Em nào cũng muốn đến thật gần bác để nhìn bác cho rõ. Bác nói rằng, các cháu chơi có vui không? Thưa bác, vui lắm ạ. Bác lại hỏi, các cháu ăn có no không? No ạ. Các cô có mắng phạt các cháu không? Không ạ. Thế thì tốt lắm. Bây giờ, bác chia kẹo cho các cháu có thích kẹo không? Có ạ, có ạ. Tất cả đồng thanh thưa lên và có một bạn nhỏ khác nói rằng, thưa bác, ai ngoan thì được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ăn ạ. Và bác đã quay lại hỏi tất cả các bạn nhỏ ở đó, các cháu có đồng ý không? Đồng ý ạ, đồng ý ạ. Bác cầm gói kẹo đi chia khắp lượt, tự tay đưa kẹo cho mỗi bạn. Đến lượt bạn Tộ, khi bác đưa kẹo thì Tộ không đưa tay ra nhận gì cả, với vẻ mặt buồn bã và lo lắng. Ồ, tại sao tất cả nhận kẹo mà Tộ lại không nhận nhỉ? Vì bạn ấy không thích ăn kẹo ư? Vì không thích Bác Hồ hay vì bạn ấy chưa ngoan? Ồ, hôm nay bạn Tộ chưa ngoan. Bạn ấy tự nhận ra rằng bạn ấy không vâng lời cô giáo nên không dám nhận kẹo của bác. Nghe vậy, bác xoa đầu Tộ và nói, cháu biết nhận lỗi như thế là ngoan lắm đấy. Cháu vẫn được phần kẹo như các bạn khác nhé. Nghe vậy, Tộ mừng rơn, vui vẻ cầm lấy kẹo của bác cho. Các bạn ạ, qua câu chuyện của Tộ cho chúng ta thấy một điều, đó là khi đã chót mắc lỗi mà biết dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi thì ai cũng là ngoan. Giống như bạn Tộ trong câu chuyện đã thật thà nhận lỗi nên được Bác Hồ khen và thưởng kẹo vậy. Câu chuyện này bạn được nghe từ hồi nào đến giờ, có còn nhớ không? Mình nói thật với các bạn nhé, mình đã từng không thích học lịch sử cho đến khi biết đến những video TikTok này. Anh bạn là anh Phan Hướng, học trên mình một lớp, anh quê Quảng Trị, trích màu, viết đơn bằng màu, xin về để bảo vệ quê hương. Mẹ con ở đây mà phải lâu nay, mẹ con như con chả biết là ở đây vậy. Hôm nay con số 12 tuổi rồi mà lại tiến gặp má, chỉ là một nấm mộ thôi. Thực sự rất cảm động phải không? Còn bạn, lý do vì sao bạn lại yêu lịch sử? Đơn giản vì lịch sử là thứ mà chúng ta không được quên. Để có tự do độc lập ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng một chút nào. Giữ cẩn thận, sau này cho con cháu chúng nó biết chúng ta đã đi qua cuộc chiến như thế nào nhé. Và Nhanh Trí tự hào về lịch sử Việt Nam, tự hào ngàn lần không thể nói bằng lời. Bạn cũng vậy đúng không? Chơi lớn đi, comment hình cờ Việt Nam, phủ đỏ comment video này coi sao. Tiếp theo là cảnh tượng lịch sử hiếm có nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhanh Trí Cá là 100% người dân Việt Nam đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ cười hiền từ và đăm chiêu làm việc, nhưng rất ít trong số đó thấy cảnh Bác nổi giận. Và sau đây là một bức ảnh đã ghi lại gương mặt Bác có vẻ rất căng, với ánh mắt sắc lẹm như liếc nhìn một ai đó. Có vẻ đây chính là khi Bác nổi giận. Ồ, vậy điều gì đã khiến Bác của chúng ta từ một người hiền hậu lại trở nên như vậy nhỉ? Bác đàm phán không thành công, có người nói xấu Bác, hay Bác đang bị ai đó chơi khăm? Đây không phải là chuyện giỡn chơi mà thực sự rất nghiêm trọng mới khiến Bác như vậy. Đây là sự phản ứng của Bác khi đàm phán không thành công trong chuyến sang Pháp dự hội nghị đàm phán năm 1946. Bác đã cố gắng hết sức đàm phán nhưng không thể cứu vãn được. Người Pháp không từ bỏ dã tâm đô hộ Việt Nam. Ánh mắt Bác khi ấy như muốn nói rằng sắp có chuyện chẳng lành. Người Pháp đưa ra những điều kiện quá quắt như ép Việt Nam phải cắt lãnh thổ và cống nạp hàng năm cho Pháp. Đương nhiên, Bác Hồ của chúng ta đã gạt phăng đi yêu cầu vô lý trên và cái kết cho kẻ xâm lược. Kẻ đã trõ vào Bác Hồ, kẻ đã dám động vào Việt Nam thì tất cả chỉ có một kết cục là thua thảm hại. Dân và quân Việt Nam ta đã đồng lòng vượt mọi cửa ải khổ sở nhất để anh dũng đánh bay quân Pháp ở trận cuối cùng Điện Biên Phủ năm 1954, đồng thời làm chấn động địa cầu, khiến quân Pháp lúc đó phát hoảng và tâm phục khẩu phục Việt Nam. Trong tháng 4 này chính là ngày mà toàn dân Việt Nam kỷ niệm hướng về chiến thắng lẫy lừng đó. Và video này, Nhanh Trí hy vọng bạn sẽ chia sẻ để lan tỏa tới nhiều người Việt Nam hơn nữa nhé! Và để góp phần vào chiến thắng dân tộc, chúng ta không bao giờ được quên ơn của các chiến sĩ. Họ đã hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc và vì nhân dân Việt Nam như thế nào, bạn sắp biết rồi đấy! Đây là một cựu chiến binh đang loay hoay sờ vào chiếc áo cà sa đã cũ mềm. 65 năm qua, chiếc áo này được các sư trong chùa gìn giữ bảo quản như một bảo vật quý giá. Và hôm ấy, chủ nhân của chiếc áo đã quay trở lại và được nhà chùa trao trả lại cho ông. Ông xúc động, bồi hồi rón rén, vuốt nó rất cẩn thận. Vậy ông ấy là ai? Sao một chiến sĩ lại trân trọng chiếc áo cà sa này đến như vậy? Và người ấy chính là cố đại tá Đinh Thế Hinh, pháp danh là Đại Đức Thích Pháp Lữ, nguyên chính ủy trung đoàn 542. Cố đại tá từng là một trong 27 thiền sư cởi áo cà sa khoác chiến bào để lên đường đánh giặc cứu nước vào 76 năm trước. Cùng quay lại quá khứ của những vị thiền sư này xem sao bạn nhé! Vào năm 1947, Đại Đức Thích Pháp Lữ và 26 thiền sư đã thành lập trung đội Phật tử vào ngày 27 tháng 2 năm 1947 tại chùa Cổ Lễ Nam Định, cởi áo cà sa khoác chiến bào lên đường bảo vệ tổ quốc. Giữa lúc đất nước ngàn cân treo sợi tóc, thì sư cũng ra trận như thường. Vậy nên chiếc áo cà sa cũng trở thành kỷ vật cuối cùng lưu giữ ký ức của ông và những đồng đội năm xưa. Tuy tâm hướng Phật nhưng mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng rời bỏ cuộc sống tu hành để ra chiến tuyến, sẵn sàng cống hiến thân xác của mình cho nền độc lập của tổ quốc. Thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào, đằng đông gió giông ngút ngàn, đoạn trường vang thấu tận trời cao. Thật sự những điều này rất đáng trân trọng và một người dân Việt Nam máu đỏ da vàng chúng ta không bao giờ được phép quên đi bất cứ một phần lịch sử nào bạn nhé. Vì vậy nhất định bạn phải gặp mặt vị anh hùng tiếp theo. Sự hy sinh của anh đã góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ, chấn động địa cầu. Người đã dũng cảm lấy thân mình để chèn khẩu pháo nặng hơn 2 tấn không bị lăn xuống vực. Người ấy là ai? Bạn có thể đoán được không? Đó chính là anh hùng Tô Vĩnh Diện. Trước khi anh hùng Tô Vĩnh Diện hy sinh, câu cuối anh hỏi đồng đội là pháo có việc gì không? Người chiến sĩ trẻ ấy đến lúc sắp lìa xa cuộc đời rồi mà vẫn chỉ lo cho trận đánh của đồng đội, cho những quả pháo để một lòng mong hạ được quân địch. Anh quá mạnh mẽ và dũng cảm. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo vẫn mãi kiêu hùng đẹp đẽ trong ký ức của những đồng đội, những người thân của anh và toàn thể nhân dân Việt Nam. Các bạn ạ, chiến tranh thật đáng sợ đúng không? Nhưng không sợ bằng tinh thần bất khuất của người lính Việt Nam. Ôi, lòng chúng ta. Và anh hùng tiếp theo cũng anh dũng không kém đâu nhé. Lấy thân mình che lô cốt, tiếng của anh vang vọng cả chiến trường, nguyện dâng cả tính mạng cho tổ quốc.
Chiều 13 tháng 3 năm 1954, tiếng nổ oanh oanh liên tục nổ ra. Đây là tín hiệu tiêu diệt cứ điểm Him Lam của Pháp, mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ của ta. Hỏa lực của địch từ đây bắn phá điên cuồng, làm các chiến sĩ của ta lần lượt ngã xuống. Những chiến sĩ đồng đội còn lại không thể dương mắt đứng nhìn. Vậy nên các anh đã dũng cảm lao lên bắn phá, mở toang chốt chặt, giúp đồng đội tiến bước. Với một cơ thể đầy thương tích, nhưng anh dồn hết sức, nhảy lên dùng thân mình lấp lỗ châu mai, giúp quân ta lao lên đánh bại căn cứ điểm Him Lam ngày đó. Người anh hùng ấy là ai? Đó chính là anh hùng Phan Đình Giót, người anh hùng dũng cảm lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Việt Nam tươi đó, ở trong trái tim. Nhân vật tiếp theo mà chúng ta được gặp mặt là nữ thần miền Tây giả trai đánh giặc Mỹ, khiến đốn tim bao nhiêu người. Bước vào tuổi 20, người con gái ấy từ một cô gái xinh đẹp đã cắt tóc ngắn, quấn chặt ngực, tập dáng đi lại khệnh khạng, gào thét cho vỡ giọng để giả trai cho thật giống. Người phụ nữ ấy đánh đông dẹp bắc, nếm mật nằm gai và nhiều năm phải chịu tù đầy. Người phụ nữ ấy vẫn oai phong lẫm liệt trước quân thù. Bạn nghĩ rằng đó là ai cơ chứ? Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định hay Trần Thị Quang Mẫn? Người phụ nữ đó là Trần Thị Quang Mẫn, một cái tên rất mới và ít người dân Việt Nam biết đến. Nhưng chiến công của người con gái anh hùng quê hương Kiên Giang này đã góp phần to lớn vào công cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm thì không thể nào chúng ta quên được. Vốn dĩ, được học võ từ nhỏ lại thêm tính cách gan dạ, muốn trực tiếp cầm súng tham gia đánh giặc nên bà xin gia nhập vệ quốc đoàn. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ tuyển người nam quân nhân nên bà phải tìm cách giả trai, tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương là vì vậy. Kế đến là top những người thất hứa nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam, nhanh chỉ nghĩ 5 ngày 5 đêm không ra, và đây là sự thật. Top 1. Mẹ ơi con đi đánh giặc, hòa bình con sẽ về. Đó là lời hứa của biết bao nhiêu chiến sĩ, nhưng giờ hòa bình rồi, các anh ở đâu, sao không về? Xương máu của các anh đã hóa thân trong từng tấc đất, ngủ sâu trong lòng đất mẹ thân thương. Cả nước chúng ta có 1.146.250 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, trong đó có 191.605 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, 849.018 người liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, 105.627 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông, vân vân. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa được xác định danh tính, tên tuổi, quê quán hay đơn vị. Chúng còn biết tất cả đều không thể trở về, nhưng đó lại càng là động lực to lớn để con cháu đời sau gây dựng đất nước, vươn tới cường quốc năm châu mạnh mẽ hơn nữa. Bác Hồ ơi, các chiến sĩ ơi, chúng con xin cảm ơn người.